The Glacia là quần thể gồm nhà phố liền kề, biệt thự hạng sang được đầu tư và phát triển bởi công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền. Dự án The Glacia với quy mô hơn 4,3 hectare được tọa lạc tại vị trí đắc địa tại mặt tiền đường Võ Chí Công Sầm Uất thuộc phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, nay là thành phố Thủ Đức cạnh khu công nghệ cao thuộc thành phố Thủ Đức. Với ý tưởng thiết kế được chắt lọc từ những tinh túy của kiến trúc châu Âu cổ điển kết hợp hài hòa cùng cảnh quan thiên nhiên thuần khiết, tại đây sẽ được phát triển nên 7 phân khu nhà phố biệt thự. Quy mô dự án lớn nhưng mật độ xây dựng tại đây chỉ chiếm 26%. Dự án The Glacia với đa dạng các loại hình sở hữu từ nhà phố, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập và biệt thự vườn có diện tích từ 80m2 đến 200m2. Dự án sẽ đáp ứng được tối đa nhu cầu của tất cả khách hàng. The Glacia được chủ đầu tư Khang Điền tiến hành triển khai giới thiệu ra thị trường bất động sản trong thời gian tới. Quý khách quan tâm vui lòng để lại thông tin để nhận được tư vấn từ bộ phận kinh doanh.